Rất là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đắc lộc ơn trên, được Phật Quan Âm độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng chất đống, phất lên như diều gặp gió, giàu có khắp vùng thiên hạ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, không nói ra không phải vì dạng sự đều ổn, không nói ra đơn giản là vì nói ra cũng không thay đổi được gì. Cái cần làm Canh Tý vẫn cứ sẽ là cái nên thực hiện, Canh Tý vẫn cứ sẽ thực hiện cái trách nhiệm phải gánh, Canh Tý vẫn sẽ cứ đối diện, chỉ là đôi lúc mỏi mệt quá, chán chường quá, suy tư quá, liệu có thể bỏ qua tất cả, nhắm mắt lại ngủ thật ngon, nghỉ thật an yên được không? Đôi vai này đã quá nhọc nhằn rồi. Trong tử vi học có nói rằng, mọi người khi sinh ra đều mang cho mình số mệnh khác nhau, tính cách cũng khác nhau, và chính vì tính cách quyết định rất lớn tới cuộc đời của một người. Có những người gặp rất nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống, nhưng luôn giữ được sự lạc quan với cuộc đời và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Điều này giúp cho họ luôn bỏ được những gánh nặng ở trên vai, và đúng thật, sự nỗ lực cố gắng cũng như tinh thần tích cực sẽ góp phần rất lớn tới sự thay đổi cuộc đời của một con người. Suốt cả cuộc đời của tuổi Canh Tý, tìm mãi chưa thấy sự giàu đâu, cũng bởi ba điều kiêng kỵ dưới đây và trong tháng 8 âm lịch này. Nếu tuổi Canh Tý lưu ý được ba điều này thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà tậu xe. Đặc biệt tuổi Canh Tý nhờ có tính cách chịu thương chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà được người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, nhà cao cửa rộng, ẵm tiền tỷ gửi ngân hàng, tuổi già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy thì ngay sau đây, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi xem diễn biến vận trình tháng 8 âm lịch của Canh Tý sinh năm 1960 trong này quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Canh Tý thân mến, có một cách nói như thế này, rằng trong mỗi con người đều có một vị Phật, nên đó là nguồn gốc của câu Phật tại tâm. Trong tâm thức của chúng ta có một vị Phật đang hiện hữu, đang tồn tại, đang chứng kiến từng hành vi trong từng nhịp thở của ta trong nhân thế. Để hướng về vị vật này, không cần cúng dường cũng chẳng cần hương khói hay bất cứ thứ phàm tục chấp trước nào, có chăng chỉ cần làm đúng, chỉ cần hướng thiện, biết sám hối khi sai, biết chắp tay khi nguyện, biết cúi đầu khi học, biết cảnh cáo khi khẩn cầu những vướng mắc trong cuộc sống đời thường và quán cái trách nhiệm vào từng hành vi, vậy là đủ. Vấn đề là ở chỗ vị Phật này ít người nhận ra, ít ai nhận thấy nó. Người ta hay cầu Phật ở ngoài chứ ít khi hướng vào vị Phật ở trong. Không sai khi cầu cúng bề trên nơi chùa to điện lớn, nhưng đừng quên dưỡng cái chánh niệm hướng bởi vị Phật trong chính con người mình. Tuổi Canh Tý tức những người sinh năm 1960 thuộc hành thổ trong ngũ hành, với thiên can kênh mang ý nghĩa của kim loại, biểu tượng cho sự cứng cáp, mạnh mẽ và kiên định, kết hợp với hình ảnh của con giáp Tý, biểu tượng của sự thông minh, lanh lợi và tinh tế. Tuổi Canh Tý thể hiện sự hòa quyện giữa trí tuệ sắc bén và tính cách kiên cường. Người tới Canh Tý thường mang trong mình tính cách cứng rắn và quyết đoán. Họ không chỉ thông minh, nhạy bén mà còn rất kiên định và mạnh mẽ trong tư tưởng. Thiên can canh giới yếu tố kim giúp họ có sự đoán rỗi và không dễ dàng bị lay chuyển bởi khó khăn. Họ biết rõ mục tiêu của mình và luôn cố gắng để đạt được chúng, bất kể những trở ngại trên đường. Ngoài ra, sự tinh tế và khả năng quan sát tốt giúp người tuổi Canh Tý dễ dàng nhận diện cơ hội và thách thức,
họ có tài trong việc đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt trong những tình huống khó khăn, sự linh hoạt của Tý kết hợp với sự kiên định của Canh giúp họ có thể thích ứng nhanh chóng với môi trường xung quanh và không ngại đối mặt với sự thay đổi. Tuy nhiên, người tuổi Canh Tý cũng có thể trở nên khá cứng đầu và bảo thủ. Sự quyết đoán quá mức đôi khi khiến họ trở nên khép kín và khó tiếp thu ý kiến từ người khác. Họ cần học cách mở lòng hơn và chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng cần phải theo đúng con đường mà họ đã vạch ra từ đầu. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Canh Tý hiểu rằng để đạt được thành công và hạnh phúc thì cần phải có sự kết hợp giữa trí tuệ và lòng kiên định. Họ nhận ra rằng dù có tài năng và sự nhạy bén, nhưng nếu thiếu đi sự kiên trì và quyết tâm thì mọi thứ sẽ trở nên hư vô. Do đó, họ luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, rèn luyện tính cách để trở nên mạnh mẽ hơn trước những sóng gió của cuộc đời. Người tuổi Canh Tý cũng biết rằng sự linh hoạt và khả năng thích ứng là yếu tố quan trọng để họ có thể vượt qua mọi thử thách. Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng với trí tuệ sắc bén và sự kiên định trong tâm hồn, họ sẽ tìm thấy con đường đi đúng đắn cho mình, dù trong những lúc khó khăn nhất, trong mối quan hệ xã hội. Người tuổi Canh Tý luôn cố gắng xây dựng lòng tin và tạo dựng mối quan hệ bền vững. Họ biết rằng sự chân thành và tinh thần trách nhiệm sẽ giúp họ giữ vững những mối quan hệ quan trọng trong cuộc đời. Người tuổi Canh Tý với sự kết hợp giữa trí tuệ và tính cách kiên định là hiện thân của sự quyết đoán và khả năng thích ứng trong cuộc sống. Họ không ngại đối mặt với khó khăn và luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Chính sự kết hợp giữa trí tuệ sắc bén và lòng kiên định đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Canh Tý, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa và sự thành công bền vững. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ tiết khí Bạch Lộ, kết thúc tại Hàng Lộ, còn được gọi là tháng Quý Dậu. Lúc này sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhọ. Khi trời chuyển lạnh, cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ. Sau Bạch Lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dượng. Kim sinh thủy nên những tuổi mệnh kim mệnh thủy sẽ chuyển tốt. Những mệnh kỷ kim, kỷ thủy thì vẫn thấy có phần không thuận lợi. Tử vi tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, phải gọi là vượt qua bể khổ tới hồi Thái Lai. Tuổi Canh Tý nằm trong tốt con giáp may mắn nhất khi mà được nguyệt lệnh che chở ủng hộ. Đầu tháng thương quan băng tới, nên phương diện công việc thuận lợi. Cuối tháng thực thần song hành nên tài vẫn sung túc. Tháng này quý thủy lâm quan ở tuổi Canh Tý báo hiệu công việc tiến hành khá thuận lợi. Một vài hạng mục còn tồn đọng trước đó thì trong tháng này đều được giải quyết ổn thỏa. Bản mệnh khẳng định năng lực cá nhân, được lãnh đạo tin tưởng, giao phó trọng trách, cơ hội thăng chức tăng lương trong tháng khá cao. Xem tử vi tuổi Canh Tý tháng 8 âm lịch, nhờ có được thiên đức các tinh che chở, là đại diện của phúc khí và phúc phận, kinh dịch đã nói rằng thiên đức tích thiện gia tất dư khánh, tức là người tuổi Canh Tý sẽ gặp hung quá cát trong tháng này. Chỉ có hung tinh giản tri làm nổi bật tính cách thông minh, nhưng không kém phần phong lưu phóng đãng. Người đã có gia đình cần hết sức chú ý, thận trọng đừng ham mê chủ sắc, vì uống say mà dễ làm càn. Quý cô bác tuổi Canh Tý thân mến, thời gian qua cô bác đã vất vả quá nhiều rồi. Nếu hữu duyên được nghe những lời này thì kênh Minh Đường Tử Vi xin phép được gửi tới cô bác một lời an ủi chân thành. Mong quý cô bác luôn giữ gìn sức khỏe trên đường đời đầy khắc nghiệt ngoại kia. Dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan quý cô bác nhé, vì vẫn còn kênh Minh Đường Tử Vi ở đây. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của quý cô bác. Quý cô bác hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho kênh Minh Đường Tử Vi có thêm động lực để giúp đời, giúp người. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn thiện tâm của quý cô bác. Tiếp theo ngay đây xin mời quý cô bác đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Trong tháng 8 âm lịch, với người tuổi Canh Tý, công việc được lâm quan trợ sức cùng với phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ. Thăng tiến cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn động trước đó, giải quyết được những chuyện khiến cấp trên không khỏi đau đầu trước đó. Thành quả thu về giúp tuổi Canh Tý nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Thiên đức các tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ, giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát khỏi được trở ngại phía trước. Tất nhiên, năng lực cá nhân của tuổi Canh Tý vẫn là yếu tố then chốt, bởi tỷ kiên khẳng định rõ là tập trường của con giáp này. Bản mệnh làm gì cũng quyết đoán và dứt khoát vô cùng. Có thể ban đầu bản mệnh sẽ vấp phải một số sự ngăn cản, chỉ trích,
nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả bằng thành quả mình gặt hái được. Tuổi Canh Tý chứng minh cho tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì về năng lực của bản thân nữa. Với những tuổi Canh Tý đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán hoặc làm thêm, nhờ có việc nguyệt lệnh lâm đất mộ nên công việc của tuổi Canh Tý thể hiện những dấu hiệu khả quan. Khi mà con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận về mặt năng lực, bản mệnh cố gắng hết sức để thể hiện bản thân mình, luôn hăng hái nhiệt tình làm việc. Dịch Mã động tinh khẳng định sự chủ động, song sáo của con giáp này nên được mọi người đánh giá khá cao, nhưng bản mệnh càng cẩn thận hơn trong từng chi tiết, đừng lấy số lượng thay cho chất lượng, nên biết lắng nghe nhiều hơn, đừng vội phủ định mọi ý kiến người khác. Nếu được đưa ra cách ứng xử chưa khéo léo có thể khiến bạn đắc tội với mọi người hoặc khiến cho đối phương không hài lòng. Bản mệnh nên làm việc với tinh thần cầu thị, ham học hỏi, dám sai thì dám nhận sai. Đừng thấy chút thành công đã dội cho mình là cái rốn của vũ trụ mà ôm mộng xa xôi, thất bại thì gần phía trước. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuổi Canh Tý trong tháng 8 âm lịch nhắc nhở người tuổi Canh Tý cần phải chi tiêu tiết kiệm, thận trọng khi đưa ra những quyết định lớn liên quan đến tiền bạc, bởi có thể tiền từ túi bạn đi ra nhưng sẽ chẳng quay trở lại. Bản mệnh trong thời điểm này sống khá lý trí, nhưng con người ai cũng có thể mắc sai lầm, đừng chủ quan mà lúc giật mình tỉnh ngộ thì cũng đã muộn màng. Hung tinh trong tháng cho thấy có dấu hiệu gian trá, lừa lọc trong lời nói của những người xung quanh bạn. Điều này có nghĩa không phải tất cả mọi người đều đáng nghi, song bản mệnh nên lưu tâm khi có người hỏi vay mượn tiền bạc, để tránh vừa mất tiền lại vừa mất cả tình. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, đừng ngại tìm hiểu và đừng gây nói lời từ chối khi cần. Hãy học cách nói không nếu bạn không muốn mình lúc nào cũng bị người khác lợi dụng cho mục đích của riêng họ. Người tuổi Canh Tý có thể phát huy năng lực, sức mạnh sẵn có của mình, nhờ thế mà có thể thu về không ít tiền bạc, thu hút lợi nhuận từ lĩnh vực mà bạn đang kinh doanh đầu tư. Nhất là nếu bạn siêu mạnh trong lĩnh vực nào thì nên đầu tư thời gian công sức một cách tối đa. Tuổi Canh Tý có thể tạo ra một bản tầm nhìn hoặc ngồi yên với một bản nhạc thiền, giúp bạn vẽ ra tương lai và mục tiêu của bạn một cách rõ ràng hơn. Bạn sẽ sớm chiến thắng hoặc đạt được mục tiêu này. Vì thế, bạn hãy kiên nhẫn thực hiện những bước cuối cùng để hoàn thiện đi nhé. Có những lúc tuổi Canh Tý có thể nhớ điều gì đó hoặc trải qua những khao khát khác thường, ngay cả khi chúng khiến bạn khó chịu thì cố gắng dì chúng ra. Nếu bạn hiểu vấn đề và tìm cách giải quyết được nó, bạn cũng có thể giúp cho người khác đều tương tự. Tuổi Canh Tý là một trong những con giáp có nhiều lộc trong tháng 8 âm lịch. Chính vì vậy mặc dù bạn có thể cảm thấy khó chịu, nhưng nguồn năng lượng mới sẽ hướng bạn đến điều gì đó cực kỳ tốt lành cho Canh Tý. Nó có thể là một bữa ăn, một món đồ Canh Tý cần mua, hoặc một người bạn để nói chuyện thuận theo tự nhiên là an toàn ít nhất là trong trường hợp này. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuổi Canh Tý trong tháng 8 âm lịch cho thấy, sau Bạch Lộ thì cần điều tiết dưỡng sinh theo tiết khí. Lúc này tiết trời chuyển lạnh, người tuổi Canh Tý không những phải bảo vệ phổi mà dạ dày phục vị cũng càng phải giữ ấm. Ngoài việc mặc thêm áo mỏng đề phòng cảm mạo thì chuyện ăn uống cũng cần thêm nhiều đồ ấm, giúp giữ cho dạ dày được ấm áp. Buổi sáng thì dậy sớm một chút, hít thở không khí trong lành, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể. Thói quen này sẽ giúp cho bản mệnh rèn luyện công năng xương khớp của cơ thể. Ngủ sớm dậy sớm sẽ giúp người tuổi Canh Tý dưỡng huyết khí, đề phòng bệnh tật tấn công, nên tập suy nghĩ tích cực, lạc quan. Chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, chứ đừng tự dằn vặt mình thêm nữa. Hãy sống vui vẻ và hướng về tương lai, năng tập luyện thể dục, thể thao, vừa giải tỏa căng thẳng vừa giúp tăng sức đề kháng. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Trong tháng 8 âm lịch, với người tuổi Canh Tý thì chuyện tình cảm khá tốt, bởi thiên đức quý nhân cùng tụ hội, đem tới điểm yên ấm trong gia đạo. Bởi vì chính ấn khi gặp ngũ hành khí thuận thì là người có tâm tư lương thiện, biết suy trước tính sau, làm việc gì cũng chân thành. Người có gia đình thì biết đem tới nhiều tiếng cười, nhiều bữa ăn ấm cúng cho tổ ấm nhỏ của mình. Người độc thân thì cầu tiến, có lòng từ bi nên mọi người yêu quý, được người khác giới để mắt đến. Cuộc sống của tuổi Tý trở nên giàu cảm xúc hơn, với những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè trở nên gần gũi hơn. Với mọi người trong công ty thì người tuổi Canh Tý thể hiện mình là người cần cù, chăm chỉ, không thích cạnh tranh,
đồng thời giới chí dương lên rất cao, nên mọi người dễ dàng ủng hộ. Tin vui cho cô bác tuổi Canh Tý là mệnh tháng sinh mệnh, nên được âm phù mà có thể hung lại hóa thành cát lành. Bản thân nếu hành xử cư xử chuẩn mực, biết kỷ luật, biết nhận sai, biết sửa thì ắt dạng sự phúc khang. Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác tuổi Canh Tý đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 8 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Canh Tý sinh năm 1960? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần. Cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ ra sao? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi dán mạng trong các phần tiếp theo. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. May mắn nhờ có thiên đức các tinh che chở, vận trình tuần mới của người tuổi Canh Tý có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên bên cạnh đó, chỉ số hung vận vẫn ở mức khá cao trong các tàn hung. Bản mệnh vẫn nên hành sự thật trọng, hãy luôn giữ đầu óc tỉnh táo và thật bình tĩnh khi xử lý mọi chuyện. Ông việc trong tuần mới suôn sẻ, bản mệnh được đồng nghiệp và lãnh đạo giúp đỡ gián tiếp. Theo đó bạn có khá nhiều thời gian để tập trung vào công việc chính cũng như có thể làm việc ngoài luồng để tăng thu nhập trong công việc. Tuy khó tránh lúc bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, nhưng trên tất cả bạn đang được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Mọi người cùng nhau phấn đấu vì mục đích chung của cả tập thể, chứ không chỉ vì lợi ích riêng tư, nên tất cả mọi chuyện rắc rối đều nhanh chóng được giải quyết. Tuần này tinh thần đồng đội lên cao, cả tập thể cũng làm việc đoàn kết và đạt hiệu quả năng suất cao. Người làm chủ kinh doanh buôn bán sẽ đón tin vui bất ngờ về doanh thu trong tuần này. Nhưng để có được điều đó, bản mệnh cũng phải trải qua một phen lao đao liên quan đến vấn đề pháp lý, pháp luật. Nhiều khả năng bạn sẽ vướng vào vụ kiện tụng tranh giành quyền lợi nào đó. Tuy phần thắng thuộc về mình, nhưng bạn cũng phải tốn bao công sức, tiền bạc, như vậy không đáng. Vận trình tình cảm trong tuần của bản mệnh cũng khá lý tưởng. Vợ chồng cùng nhau lên kế hoạch lớn như mua nhà, đi du lịch, tình yêu càng thêm gắn kết mặn nồng. Vận đào hoa của người độc thân đang khởi sắc, khả năng cao trong tuần bản mệnh được bạn bè và gia đình mai mối sắp xếp thời gian để gặp mặt đối tượng. Bản mệnh lưu ý, nên thể hiện thái độ khiêm tốn, thành sự tại nhân, sự kiêu căng ngạo mạn chỉ khiến sức hút bản thân giảm, mọi việc khó thành. Trong tuần sức khỏe của người tuổi Canh Tý có phần sa sút, tiết lập thu đến trời chuyển lạnh không có lợi cho tuổi Canh Tý. Ngoài việc chú ý giữ ấm cơ thể, bạn nên quan tâm hơn tới chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tăng khả năng chống lại bệnh tật. Ngoài ra, cần chú ý dưỡng da, hạn chế tình trạng bong tróc, thị lực giảm sút, hạn chế ngồi trước màn hình máy tính, TV quá lâu. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Sửu, tiểu nhân là Dậu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn nâu, xám. Con số may mắn 47, 68, 70. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch thấy rằng tuần này công việc chuyện làm ăn của người tuổi Canh Tý tiến triển khá tốt và đều đặn, nhưng cũng gặp không ít chuyện căng thẳng. Bản mệnh hãy giữ thái độ bình tĩnh, từ từ giải quyết thì đâu sẽ vào đó. Nhưng nóng vội lại gây phản tác dụng. Trong tuần bản mệnh đón tin vui của gia đình cùng với món tiền nhỏ, dẫn tài lộc khá sáng, chủ yếu từ nguồn thu phụ. Nhờ đức tính chăm chỉ và nhiệt huyết làm việc không mệt mỏi, giờ đây bản mệnh có thể kê cao gối ngủ, tận hưởng những ngày tháng an yên. Tuy nhiên, chỉ số hung vận trong tuần không hề thấp, đại diện cho kẻ tiểu nhân quấy phá. Vì thế, trong khi xử lý công việc, bản mệnh cần giữ thái độ nhượng bộ. Một sự nhìn là chính sự lành, nhượng cho thiên hạ một chút về lời nói, không những không có hại mà còn có lợi cho bản thân bạn sau này. Trong tuần gia đạo an vui, vợ chồng con cái vui vẻ hạnh phúc, là một trong những thành viên có tiếng nói trong nhà, công to việc lớn đều tới tay, đôi khi vì điều ấy mà bạn cảm thấy áp lực. Nhưng vốn là người có tính chu toàn, lại biết nghĩ cho người khác, nên dù được giao phó trọng trách nào đi nữa, thì tuổi Canh Tý vẫn hoàn thành xuất sắc. Đối với người còn độc thân, bản mệnh không cần phải giấu giếm hay che đậy tình cảm thật sự của mình nữa. Trái tim bạn thổn thức ra sao, rung động thế nào, hãy tìm cơ hội để tỏ lòng với đối phương. Dù phản ứng của người ấy thế nào đi nữa, bạn vẫn tự tin và mỉm cười ngạo nghễ bởi đã dám sống thật với chính mình, không còn gì phải hối tiếc. Trong tuần,
Vấn đề sức khỏe của tuổi Canh Tý cần lưu ý đôi chút về chứng đau lưng, đau vai gáy và các khớp xương. Do thời tiết biến đổi thất thường, cơ thể xuất hiện những triệu chứng này âu cũng là lẽ thường. Tuy nhiên, nếu bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, bạn nên chủ động sắp xếp thời gian đi khám sớm để kịp thời điều trị. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn xanh, đen. Con số may mắn 34, 87, 13 và 22. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, tức từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Canh Tý trải qua một tuần khá sinh động, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Dù là công việc hay chuyện tình cảm cũng dần đi vào giai đoạn bình ổn, bản mệnh có thể quản gánh lo đi mà vui sống được rồi. Vận trình tài lộc khởi sắc trong tuần, người đi làm thuê được dịp thể hiện tài năng đề xuất tăng lương, có thể được cấp trên phê duyệt. Tuy nhiên, khi ký kết những giấy tờ, văn bản quan trọng, bản mệnh cần rà soát tỉ mỉ, tránh phạm sai sót đáng tiếc mà dẫn tới thất thoát tiền bạc, nghiêm trọng hơn còn có thể liên quan đến pháp luật, kiện tụng vô cùng phức tạp. Người kinh doanh buôn bán đón tin vui tài lộc sau bao ngày nỗ lực tìm hiểu và phát triển thị trường mới, cuối cùng bạn cũng biến ước mơ kinh doanh của mình trở thành hiện thực. Doanh thu trong tuần khá lý tưởng, đủ để trở thành động lực cho bạn tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Đối diện với khó khăn, thách thức, bản mệnh đừng nóng nảy, cáu gắt, vì điều đó chỉ gây bất lợi cho mình thôi. Giải pháp tốt nhất là mềm mỏng mới đưa đến thành công được. Trong tuần gia đạo bình an, khoảng cách giữa 2 đến 3 thế hệ trong một gia đình được rút ngắn lại, tình cảm vợ chồng gắn bó khăng khít. Con cháu khỏe mạnh, học hành giỏi giang, người độc thân có vận đào hoa dượng, có sức hút với người khác giới lớn, nên có lẽ mùa đông không lạnh nữa. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Thân, tiểu nhân là Mùi và Ngọ. Màu sắc may mắn đỏ, hồng. Con số may mắn 83, 37, 95 và 72. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần cuối tháng cho thấy, chỉ số các vận chiếm ưu thế, mang tới vận trình tuần mới lạc quan cho người tuổi Canh Tý, tinh thần bản mệnh phấn chấn hẳn lên, cách hành xử cũng tự nhiên. Gia đạo bình an, không khí gia đình tươi vui, ngập tràn hạnh phúc, vợ chồng đón tin vui về con cháu, có tiếng trẻ thơ trong nhà, mọi thứ dường như được gắn kết bền chặt hơn. Tình yêu lứa đôi có cơ hội thăng cấp bất ngờ, một trong hai bạn sẽ đi công tác xa trong tuần, tuy thời gian bên nhau không nhiều, nhưng đối phương lại hết mực chu đáo, hỏi han ân cần, nên luôn có cảm giác vẫn rất gần nhau, không hề có sự xa cách. Người độc thân được đào quả tinh trợ lực, dần đào hoa dượng, dễ dàng gặp được ý trung nhân khi tham gia các hoạt động tập thể. Hơn thế, đối phương lại có địa vị xã hội cao, hoặc sự nghiệp đầy triển vọng về công việc, bản mệnh ngày càng thành thạo trong công việc, được cấp trên giao phó trọng trách. Bên cạnh đó, quan hệ xã giao hài hòa, được lãnh đạo dẫn dắt chỉ bảo, nên tiến bộ rất nhanh, ít khi phạm sai lầm, cơ hội thăng tiến tăng lương trong tuần rất nhiều. Cứ nỗ lực đi rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Việc kinh doanh buôn bán trong tuần thuận lợi, tuy chưa có bước đột phá lớn, doanh thu vẫn chỉ giữ ở mức ổn định, nhưng như vậy, đó là thành công bước đầu của những ai vừa mới mở rộng quy mô làm ăn. Hãy kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn, làm nhiều và nghĩ ít thôi, bạn sẽ sớm chạm tay vào thành công. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Sửu, tiểu nhân là Dậu và tuổi Mão. Màu sắc may mắn vàng, nâu. Con số may mắn 44, 60, 39 và 17. Bí quyết cải mệnh của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 8 âm lịch này. Đức Phật chỉ ra những thứ không thể trường tồn, nói rằng con người dù giàu có và quyền lực đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ trở nên suy đồi. Tục ngữ có câu, phú quý không qua ba đời, chỉ có làm việc thiện và tích đức từ đời này sang đời khác mới có thể duy trì sự thịnh vượng và phú quý cho con cháu. Chúng ta có tâm tham lam, có được thì càng mong có nhiều hơn nữa, có nhiều rồi thì mong những thứ mình đang có trường tồn mãi mãi. Do đó, không bố thí thì của cải sẽ không tồn tại lâu dài. Nghèo rồi sẽ giàu, giàu rồi cũng có thể nghèo, không có điều gì nói trước được cả. Cũng giống như hôm nay bạn vui, ngày mai bạn buồn, cuộc sống không vì thế mà dừng lại. Phật dạy bởi nguyên tắc của sự giàu có, khuyên bạn đừng tự hào vỗ ngực nói rằng
mình có thể giàu có mãi mãi, bởi không ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Thay vì tham lam, lo ôm của cải khư khư cho riêng mình, thì nên tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ tích đức, hành thiện cố gắng hướng con cháu đến sự thiện lành, thì mới giàu có bền vững được. Người trẻ hay già đều cần được giáo dục nghiêm khắc, biết coi trọng đạo đức, hành vi của bản thân để biết cách gìn giữ cơ nghiệp của tổ tiên mãi bền lâu. Không ai có thể nắm chắc được tương lai ra sao, chỉ có vận mệnh là thay đổi theo tính cách, hành vi, lối sống ác hay thiện của mỗi người mà nhận phúc báo hay quả báo mà thôi. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.